នៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1875ទីហ៊ានខ្មែរក្រហមបានកាន់កាប់ក្រុងភ្នំពេញរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកទីហ៊ានខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងពួកគេបានបង្ខំប្រជាជនពីលានអ្នកចាក់ចេញពីផ្ទះសំបែងនិងទៅធ្វើការងារកសិកម្មនៅទីជនបទប្រជាជនភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋានសហគមន៍ភាព នឹងត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការពលកម្មផងដែរគោលដៅខ្មែរក្រហមគឺដើម្បីសម្រេចនៅបដិវត្តកសិកម្មនិងប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាសង្គមជនបទនិងគ្មានវណ្ណៈភាពដូចជាកសិដ្ឋានសហគមន៍នៅឆ្នាំ1976ប្រទេសនេះត្រូវបានប្តូរឈ្មោះជាថ្មីថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយប៉ុលពតជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានប្រកាស ឆ្នាំសូន្យជាឆ្នាំដំបូងនៃរបបនេះក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃប្រជាជនខ្មែររស់នៅក្រោមរបបដែលព្យាយាមអនុវត្តបដិវត្តសង្គមនិយមតាមរបបកូនយោបាយមហាអស្ចារ្យមហាលោតផ្លោះដោយប្រើមធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងដែលចាំបាច់ដូចជាការពង្រឹងសន្តិសុខរដ្ឋយ៉ាងតឹងរ៉ឹង នឹងការកំណត់គោលដៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរួមទាំងការបង្ខំប្រជាជនរាប់លាននាក់ឲ្យធ្វើពលកម្មទៅតាមសហគមន៍ជនបទនានាប្រជាជនខ្មែរប្រហែល1លានកន្លះទៅ2លាននាក់ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាត្រូវបានស្លាប់ដោយសារការសម្លាប់ភាពអត់ឃ្លាននិងជំងឺក៏ប៉ុន្តែផ្នែកមួយនៃភាពជឿជាក់ដែលបានអ្នកទុកនោះគឺអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ បរិយាកាសនៃសត្រីប្រហែលជាពី30%នាក់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការគេមិនបានដឹងពីតួលេខបរិយាកាសនៃសត្រីដែលត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិសិទ្ធិវិជ្ជាឬការឆ្លងកាត់ទម្រង់ផ្សេងៗនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទី Lana pot cho sam bom bún này tàu quạt 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 ấy cặp chưa cặp ấy để bữa nay qua là hộp bài ăn ai bón có mà quạt chẳng men ta bật lên túi túi ở máu rồi nghe đẹp ca bàn con chạy mùi khi ở men prap men ấy chạy như hào tàu đại quạt đấy hào tàu chẳng khi ở dương chỗ hay đặt nhà tụm nè chỗ tụm nè ở đại nhà thà một ni chứ nghe nhóm cài còn cứ nhóm thà nhóm ở đại school phong bây giờ nhóm tập đại nhà nhóm ở đại school pu nâng phong nâng hả chứ nghe thà mình là riêng con cái nấu ở xí mâu đó nó nhóm nấu xí mâu đó nó lại mà đòn chẳng trầm cù hay là lại dùm lại ra mình là riêng con dùm á con dùm á ở dùm ấy mình con nô rịp ca phò phò đó mình mùi chạy thư ca ra ngay ọt khá này ra ban ban ọt ban mà khai nông quý đi lật hốt ọt mình bệt mình ấy mình dây mọp mùi nó nâng mùi ra lại cú xa cho mồ là nào đó là nó bà bìa là dùn chú lắm bài bì cú xa cho mà chanh bia bọt nó bay bì bay ba bay ấy chẳng không rạp tha bê chanh nó ruốc bê lò bê lâu đang nó ruốc đang slap đang tạm rò nát bằng đang quạt nó nà phong cho riêng ban ta tính nó nhưng mà ban riêng nhưng ta rò si không cái ọt mẹ ấy bà dây nè ai quạt mẹ nà ấy nhưng ta rò si chẳng không đã lộp đã ấy tạm kia chẳng không bên tốt bì thật là những việc sinh sát ở chỉ trang từ sự vật mốt មានតួលេខកើនឡើងជាច្រើននៃអ្នករស់រានមានជីវិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងស្លាកស្នាមទ្រយោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទទាំងនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការនិយាយពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងចំពោះពួកគេនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមភាគច្រើននៃអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះនឹងមិនដែលត្រូវបានយកមកដាក់ទោសឡើយដោយសារពេលនោះម្នាក់ៗគឺដូចថារស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចកាលណាតែយើង
hiên nị dây dương sập hay đại dương tha kỳ vô dương tây hay cứ ở miền tây tập lọp màu về nhì tha là phiệp ông nó cứ mình nẹt đằng cục nì hay mình nẹt ban từ chơi ban sập rạp nè tha ở ao dương tha nằm làm cổ lưỡi ấy cái đói cổ ở thời thường đắng thường lứa ở dưới kênh nói xa không phải cho bọn nó mà đứa miền nơi miền cà phê khai tràn hay nên nhà ca đại ác rọ vì muốn máu nó thôi ao giờ đặt chuột bàn tay sẹo tay mà đứa cha cha bẹt cả đàm mà đứa hình chứng quạt nơi miền phải khai nơi không chỉ nằm một bốn trăm bốn mươi cái sản phẩm bốn cái chiến nhẹ sau chiều đồng bóng kỳ bằng ớt đại bán liệt rõ đàn ẩm phí ẩm phơ hình xa phá lợp hết bảo vật nước nông rộng bọc Campuchia bảo chiếc thập tay. My research took place. Cả sau chiều đồng bóng kỳ nhóm phơ làng nơi khá cả ná chất trong phương phình tì nuôi chiếc cân lời mầm bông đã trời bàn rộng đo đội bộ khmai cả hồng nhóm xâm phía chỉ mới nhẹ đại bán khởi anh ca bảo vật ẩm phơ hình xa phá lợp hết chiến nhẹ đại bán khởi anh tỏa phá nay bị cả rung lộp sạp xong tử vé nâng nẹ đại bàn đăng phía vầy đã cả lòng. Nhiền khả nhau màn chút xong phía chỉ mối nẹ nơi chọc khúng, nâng nẹ đã trai chọc được quan thang ông bơ khó xong thừa. Phụ gọt bàn bọc khả nhau tha, phụ gọt bàn khuyên chmám cúc bơ bơ ẩm bơ hình xa, lâu phết tới lời nẹ chọc khúng. Hà bằng tòa bị phụ kê bọc 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 hai chị chẳng đoán nà, bà sợ trái nà mà nè trả bàn kì chạp bằng bốn, còn nâng mà nè dạy về tầng ọt. Vì bố còn bàn đăng thà, bà còn nè dạy chanh ai kì lưu nù, còn nâng trả kì dạy tờ dân lạc. Các nghĩa sẵn chỉ được chỉ chẳng của bạn bằng hàng tháng, ông bớ hân xa phở phết, bàn rít xa phê nâng nâng rộng bọc ní, rốt tiền cả sẵn chỉ được rộng bọc lục sầy, Kasumi Nagagawa. Đại bàn thua lạc nâng nâng chân nằm bì bòn bạm bấy, nâng rộng bọc lục sầy, Katrina, Natalie, nâng nâng chân nằm bì bòn đạm mùi. Sẵn đại sẵn chỉ được tăng phí, bàn thua bì nất bì ưu cực tạc cắm nây ông bớ hân xa phở phết, đại bàn bà bớt nâng 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 nó thấy bằng bì chân nắm bằng tốt bì cả đường rộng lùng rồi bọc thamai cờ hóm. Nơi khốn chân nắm bì bòn bà muối, ăn chung lùng chung rèo vị sạm mánh nơi khốn tù lạc gà Campuchia ở bộ tổ có. Đại bán kê sổ thay chia sẽ lạc đầy thamai cờ hóm, bán chấp đồng nà cá chìa phở gà. Khốn xung lùng rừng xôn xôn muối, tổ lạc gà bán sẽ đạp chìa lực đồng bốn bì ốc bắt đá hát nây ông bớ hình xa phở phết ở rùa miền. Cá rùng lúc xếp chân thử viết đại bà bớt đất bờ thiên mình tí sang tới sốc sò một hai muối lục căng gạch yếu hậu đứt trở bán bắt đầu từ tốt lựa bắt về hai tầng lý nơi không trùng lòng bắt chọn bờ căng xem xem tiết đã trước bàn vị đi cháy nâng đạn tổ con tái ca rụ lục xếp sang thời bạn lý trở bán cầm nắp trả rực lại cả nạn chia ông bớt tì rừng nạc căng không xùm nồng rừng sồn sồn pí mê đặc nồm khả mai cả hôm tròn của đại nơi rùa huyền miền chí vứt ở rùa miến lúc nguồn chía, lục sợi yên thiệt, lục yên xà rí, nâng lục khiêu xâm phón, trợ bán kia chọt bà cánh bì ưu cực tạc cầm bà lấy bụi xác, ưu cực tạc cầm bà chàng lục chiếc, ca rùng lúc bằng biến dạng thường thó lừa án ưu sinh nhà tì gồng dân néo, cho năm mùi phán bàm bồn rồi xa xa bàm bốn, nâng ca rùng lúc bằng biến lừa cơm bà một toán Campuchia nâng không cho năm mùi phán bàm bồn rồi hà xa bàm mùi. Còn bình tái, bắt ưu cực này ẩm phương hướng xa phở phía ní, mình mang chìa dự tự xác tăng bị đàm ẩm bốn này cá chọc bảo cánh, rồi cá sợ bằng kết rồi bắt tôi là cả lời. Cá bị đàm tôi sử vật cho năm bị bốn, ẩm phương hướng xa lơ phở phết, mình trở bàn kỳ đại châu khăn hồn đặc biệt vì rẻ sợ bằng kết rồi bắt tôi là cả. Đối ní, kê màn bàn bình nật lơ phó tán, đảm bây ai dô một đạm bẩn túc, rồi cắt đây bắt ưu cực hướng xa lơ phở phết tề. Hạt phò chẳng bóng nó cứ đòi xa tay xâm an lứ, cầm xe lật thua tên đọc bì bà ká rồi bỏ dựa tự chốn. Hai cầm xe lật thua ní, trợ bàn kỳ bọ prái thai chỉ ca bà chăng nâng ca rồng lốp xếp xâm thư vẹ. Ủa kết tạc cầm đề trợ bàn kỳ chốt bà cánh nâng tờ la ca nà gà đào. Có vi ả thay lưu dụng nâng ca rồi bỏ tờ la ca nô, nâng ca thầm rách bị bắt chốt bà cánh tiếng nô. Đội ní chấm bùa xâm nôm rương rồi bỏ tờ la ca phênh tiết. À, trái từ lưu bề đề ở nhà, không ca cầm nót bị bắt ủ cực, đại lưu trọt bà căn, nâng ca bị nứt bị ả tì phiếp. Đại lưu bề đề ở nhà, nịa cầm nót, đào ý ách lưu ca rổ khơi như rổ bỏ nịa sự bằng kết, bê bụ kê cho từ mù lửa thàn. À vậy đại dương bàn khơi cứ tha phía trang chia đầm nà ca nì ca sọc xa vần nọ. Bên khi nhau mặt đào vật tê cam bật chia nạc đám chi nám bì bòm bầm bấy,
đầm bông khi bạn xua thà kế bên thưa ca chùm nôm chùm rác ở đây nâng sớp ông kết lực bắt ổng cận ổng bơ hăng xa phá lợi phê đại bà bật đà rực tế châm lại đã khiêm tựa tù bán cứ tế tam là dạ cạp bọ sái khi bạn lưu thà khiêm phò tăng chọc rạc cằn hồi hẹt phò tì bí cứ phụ kê trái sớp ông kết lực ca xa lập rộ bọp đầy dì chún mùi kết bọp bà liền nẹ dưỡng một miên phò tăng hồi có ọt miên bê về liệt cực cồn hai chồng cõi vì mà mình chỉ chấm rỡ át tiếp hiệp. Tạm ca chôn khởi rồi bỏ nhầm, bà nhà hà ní, miền sở xê nữ khăn ai cử xa, nâng trời bàm sọp xa chỉ xa thê ra nạ phong đài. Nữ khăn đầy ca xoắn để thàn nâng chùn rương ở sợp xua rồi bỏ xa hạ bà rệch ả nhá, đã chôn xa hạ trai cỏm sợp xua. Xa hạ bà rệch ả nhá bất dịa bàn thơ xâm na ở miền ca sợp xua, từ lợi bỏ rừng lộp xa xoắn thê vẹ. Khăn đầy ca xoắn để thàn bàn chôn rương ở sợp xua rồi bỏ bộ dân. Đối với này, khi nhóm khuyên hẹt phát ấy để chưa thả, tổ là ca mình chấp bà rộm, vì ông bơ hăng xa phá lợi phẹt tăng bị đồng bông lưu tệ. Nếu khi nông đầy ca đồng nọt sài ní xâm nông rương xôn xôn bì, nâng sao vân à ca chùm rung chùm rạc đầy, lơ xâm nông rương xôn xôn mùi, ca rùm lộp xẹp xôn đề vẹt trở bàn kê lợi dục một vị phía xa. Đối, trở bàn bà đón tê tốt lơ ca rần này rùm lộp xẹp xôn đề vẹt này. Hãy khi nông xâm nông rương xôn xôn bì, đây các đồng nọt sài có bàn để dưới ông Pika rùm lộp xếp xôn đề vẹn đại bàn cả lãng nơi mình tì xô mà phê mùi, nâng nơi tam sẽ hạ có nền nếp hoàng đài. Ở vậy được nhóm đăng tam rồi dạ bọt bì sao xem xên tiệt. Cứ thả bọt ổ cực này mình trở bán, kê rê ca ở bàn tù lùm tù lê nữ tệ. Với chữ rương ra cụ ấy ở mạc khăn ông ca cho chết, bì ở vậy đại bàn cả lãng. Hồi tổng vờ này, bà đò phó bị bạ bật bà gọt nơi khăn ông xong cung chế tràn. Tạm bây giờ xâm nông rương chùm đuộc xênh xênh để khi nhóm thu lập bàn thuộc ca nơi khăn ông tổ là ca và xênh tiết. Sở trái để bàn làng bắt đầu sẽ khai cam bàn bạp khi nhóm thả. Sở bà mây rồi bỏ bộ kế bàn trả tranh bị bộ kế. Đời xa tại bộ kế này dây bị rương ra tiếng lục để bàn cả làng nơi chùm buộc luôn bộ kế. Dân đăng thả bắt đầu khả cam này. Bất chìa mình trở bàn rơi ca giang tù lùm tù lê nơi lòi. Hỏi về bị bạ khăn ông đầm ná ca nơi ca sớp ông kết phong đài. Tôi bây chỉ cả bất đại ông chùm lùng chùm rết xa lạ đồng bốn trời tổ tôi vô cả đàn này nây ông bớ hương xa phở phết. Hồi cá đề gia lại xa hạ bà rì ả nhá bất chỉ bán xa xông ở miền ca sợp xúa nơi ưu trật tạm tiền lục vội đói. Cô bần tái đồng nơi ca chọc rập cằn nâng ca sợp ông kết nơi xa lạ kỳ địch mạc rõ hốn. Mình bán bắt đầu xung thân từ lựa ông hát tiền lục tỷ. Cô bần tái đòi xa tài miên cùng lít bà đụi đám chỉ bình tỏ bình tốt. Bán thua ở nhà rưu riêng miền chỉ vết chập đám để dây ông bí tổng vớ tiền lục. Cái việc nhóm từ tập trung vào sự trai đại rồi rồi đại sa cá chập bằng khom nâng lùm lùm nâng cứ sự trai chỉ cho nên này quạt hiền vậy hai bên nâng mình nẹp nẹp bôn từ bông nâng chập đam hiền như vậy nâng cứ quạt ban lẹ tục và hai chia sam sai chụp cho nam ai hai bên để quạt ban như vậy tranh phạm nhận đầu tây tới quạt ban phạm dương tha quạt mía rom thu sa quạt miên ở sùng khâm hai quạt nó cơ tham miên nẹp đầu tây tiết chui vô rương bỏ quạt nâng chui được chật ở quạt nâng còn phần to cả lẽ nâng to từ tiệt làm bay bằng hai tại đó sùng cung thay máy nâng ở quạt đăng tha cana dương lẽ tục ở đây đại vì chưa chập lăng tây hay dương mình phò bằng hai chân nâng cứ về để dương làm tới dương vô tới tam anh mình đây gì thời gian gì chẳng tới phụ sự tây để cho luôn cho mũi kia nâng cứ tha dương đẹp nhẹ hiền gì nơi chân em bị bòn đập mũi về tì ca sự tây bàn đẹp trong lớn đòi ông ca cầm nhẹ cho bắp cà pìa sệt Campuchia đại chi ông ca cài rập tháp bị bắt khung sập. Với tình cảnh này, ban riết chăm lang xâm lấp nẻo rừng miền chi vết, miền ao cá chỉ lực đồng bóng khung ca nị giấy, bị ưu cực tự cam nầy ấm bơ hương xa phơi phết. Đại bộ kế ban chlo cắt nơi khung rập bọt Campuchia, Brazil thập bát tây. Này chỉ chấp đại khung nhom ai hiền nị giấy nhom sừng khâm tha, chấp đại nâng com tro khung nhom chấp đại nâng rộp cho tịt thổi khung nhom chấp đại nâng chui lực tự chặt nẻo chôn rong cù. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để rôm lại cho bà cho đào tên này cái nhóm chui lên tự chặt chui đào tự chặt đào hố đào này cái nhóm chặt
hiên liệt đàm cả phật mà nhầm lẹ cả phật ông ca cao đi đoàn ra bị bà quát mình bàn đăng rư khu mây khẳng cao có quát mình bàn đăng cả phật nó có nông rộp bọp nụ vừa xa hào phần nạn bốn tay nước nông về tình cảnh đá chốn người rộng cứu bạn đăng thả bộ rõ đại chiên nhạc bà bắt ông phơ hằng xa phơ phết mặc lời bụ kế nâng mình cứu bàn chọt bà cắn nơi xa lạc đáy khu mái cả hòm tì nơi xa lạc đáy mai cơ hóm, miền tài mẹ đặng nòm tròn cụ nâng nẹ tự tù khó trắc phù bẩm phật vần nó đã trời kê chùm đông chùm rẽ cắt cả đầy. Đối chí nét nẹ bà bật đá chìa mình trời thân hạ tiệp. Hai đại dương bàn bằng hai nhạc nông sạc khai cám, đá chìa nẹ bà bật nợ ưu bọt ức cất, mình trời bàn kê chùm đông chùm rẽ nâng nông tà lạ ca ni hề. Nhóm trời phá nhà xa mùi ní ai cụp khí nhạc bàn đằng. Chà, bật mẹ nơi chôn rung cụ, nâng đa mình đăng rột bạc về ní miền bật cám khó khó khí nha. Nè khá bằng hai bì ca khó chật. Hai nè khá ọt dô tha hẹt ấy dì. Bộ kế tớ tại đăng tha từng vờ nú chị bọt ủ cực đọt thông thương ngô. Bộ kế tớ tại chập đám dây bì rương ra nô. Nâng đồng lạc lang bánh bì sản phẩm tàng nô. Hai ủ cực đọt tàng ní, mân tọa mang tự tu châm nạp bà đám bì chai cọm sợ bằng kết rư gò xa hạp rỉ nhà dì. Bộ kế cực tha, bộ kế cô đã sợ bằng kết xâm nông rương tàng ní môn. អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ហៅកាត់ថា TPO ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរួមមកមួយនៅកម្ពុជាលើផ្នែកថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្តល់ការគាំទ្រចិត្តសង្គមនៅក្នុងឆ្នាំ2014អង្គការនេះបានធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិលើដំបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីចំនួន100ប្រាំមួយនាក់និងបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាដោយខ្មោចបដូរកាយ ការស្ទាបស្ទង់មតិបានរកឃើញថាការសិបប្រាំពីភាគរយនៃអ្នកចូលរួមសម្ភាសត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការយោងទៅតាមសក្តិការមានីរួមទាំងការស្ទាបស្ទង់មតិនិងរបាយការណ៍ពិធីរៀបការរួមគ្នាអាចធ្វើឡើងចាប់ពី3ទៅច្រើនជាង100គូនៅក្នុងមួយលើកមួយលើកទីបំផុតនៅខែសីហាឆ្នាំ2016សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមសាវនាការស្ដាប់ផុសតាំង ក្នុងផ្នែកជំនុំជម្រះស្ដីពីការដាក់បទបញ្ជានៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយរួមបញ្ចូលបទចោទលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈក្នុងបរិបទនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះជាផ្នែកមួយនៃសវនាការលើសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរវគ្គ2ដំបូងឡើយគឺជនរងគ្រោះក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវយល់ចិត្ត ស៊ីជម្រៅទេអំពីអង្គហេតុការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបង្ខំដោយសារតែមកផ្នែកវិជិត្រប្រពៃណីខ្មែរខ្លះពីមុនមកដែលថាជួនកាលគាត់ត្រូវបានឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ធ្លាប់គូផ្គងឲ្យរៀបការគាត់អត់ដែលឃើញមុខគ្នាមុនផងប៉ុន្តែនៅពេលដល់សម័យខ្មែរក្រហមមានអង្គហេតុនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបង្ខំយើងមើលរូបភាពប្រហែលគ្នា ហើយពលរដ្ឋខ្មែរក៏អត់ត្រូវចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណទេថាជាអង្គហេតុនេះគឺជាអរគុណកម្មសំខាន់គួរតែដាក់បន្ទុកទៅដល់ជនជាប់ចោតប៉ុន្តែដល់ពេលដំណើរការមរយៈពេលមកនៅក្នុងដំណាក់ការស៊ើបអង្កេតជាពិសេសក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2009-2010ពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងបានចាប់ផ្ដើមយល់ថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំការបង្ខំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ខុសពីឆន្ទៈរបស់គាត់ដែលកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺ
rịp ca đời bằng khóm chia tùm rung mùi ni âm phương hàng xa phơ phết. Tùm vừa nít chia ca bằng biên lưu xoay dạp hiệp bộ cố đòi bằng khóm phụ kê oi biệt buồn nâng tùm niệm tùm nông phơ phết đầy tùy bị chăn tiết bọc phụ kê. Nói chùm nông chùm rét nông xùm nông rướng xôn xôn phí vẹo phí ní. Chúi âm miên ca dột đằng giang tù lý sẽ đầy phí vị thị xác. Nơi ca rịp a phí phí phía đại kế chào trở cánh. Trạc ban rịp chồng lăng nơi khốn ở bọc nụ. Thế nạc đặc mòm rợ bọc khmai cờ hôm đại kế xong đòi từ lửa biếc, ổng cá. Bạn đã tu nhiệt tí chiều mẹ bà đòi bằng khóm bục cố linh mùi nì muối. Áo rịp a phí phí phía ruộng khí nế. Đói mình áo chùm rớt, rư miết ca dột bóng phí xã mấy khuôn tì. And it wasn't really about the one man man chi ka chap dai khni rovien mnu pi neak knong nem chi pdai nang propong te tam pat chi ka banhan tha neak na chi chawai angka chi chawai hai teang ang khnia trai tveu tam krup yang nam mai bom rong angka ka riep api pi pi ka lang yang ton han mnu mneak kompong stung srai na srai hai mnu mneak tiet mok prop tha bontop pi tveu ka ni chap sop krup hai tae chmuoy khnyom aing trau riep ka.
Rừng rối ca lăng bạp nâng, bộ rõ năng sắp trầy bằng 200 cú cho nơi cho mỗi kênh nông bị thị. Nị chìa vị thị nông ca cực rộng dân tình ổng kênh. Bộ lâm lăng bàn kia dô bạc lan mọ đất ai sử bột hay cả ma. Miền thăm đốc mình mà đốp, sử bù có ốp mà đông, hay nâng sử bù mà xa ưu nó mà thong. Dô mà đá chạy ai đập bánh năng. Hay cô ngay ở xìa lên tích nâng cô bàn hai tư gà lành. Cái thơ chia sẽ la môi, sử mẹp. Chúm ọp rùm, rình cam co, nâng cô tờ hiệp nâng cái lạnh nâng tờ. Từ đó cô kê hai châu, tớ ổng quy từng hiệp chua khí nê. Phó đôi sợi tớ, hai cái ao dương ngợp của rụp tung bạc. Bạn kê hai mà nẹ, tớ chắp đai khí nê. Hồi tớ bạn kê ao mong quy, chếp đầy bà bôn mà cu riêng khuôn màu. Đó bên tớ có quát ọp rùm bì hương dương. Rồi nơi miền cụ xa mây nâng tới, áo dương nâng chạy xa mà kì khía, chạy xa lạnh khía, không bằng thư ca nghe chun bạc, chun bạc chia chun ấy. Nâng vị thi riêng ca nơi chú non khai cơ hôm nâng cư chạp châu tập bông dương tới. Cái hạc đạc tam cụ dương phố phụ chăm, nhưng khiêm tầng ọc khía sật ọc quá đi. Đăng mùi na, đăng cụ mùi na thì toàn cái hạc chmúc, cái đặc đại đạc hạc chmúc, đặc đại đạc tới bán đăng cụ nà. Đó bê châu tập đòn chân tới, cô ông ca cái đạp đâm rồi thà. Ở cổ rụp ông ca vì nơi anh tình tôi chân tới. Cô kê ai xử mấy khuôn nóng bà đại nhà chật. Cả là anh bà đại nhà chật nóng miền ấy thì miền ta cái điều hình nóng có rong khu sở. Đang bình đăng rột bạc về nơi đang ở đại bàn bà đo sạch khai cam lưu bà tiên ở bọt ca thì ở bì bìa đòi bằng khóm. Rồng chua chất chăm bùa sạch khai cam rồi bà phụ kê. Nâng tam là dạy là tập hóa đại phụ kê từ tụ bán khu nông ca lá này dây rừng ra đại bà phụ kê nữ khu nông tà là ca. Dương mắt đập rừng rạp xem xin khí bị đầm bọn mũi tới đầm bọn mũi tiền. Cả rẻ bị bí bí cứ khó khí ở viên chi nam chất sắp rắm, chất sắp rầm bớt nâng chất sắp rầm bầy. Sao bà nà cá, bàm chi dương mùm lịch nợ phép khó khí này cả rẻ bí bí bí. À đất cầm mà phía bà bạc của mình ní, cầm bụi chiếc bàn bà đọc sạc khai cắm nơi chung bố một ông chung lùng chung đế xà là đồng bốn. Nấy xà là cái đầy không ai cả hổng. Bị vị thi đầy thư ở quát thư tạm bạch bình chiếc, đạm bây chặt trái cả rẻ bí bí bí. Cả ơi khi nhóm con cú ra anh chú vọt rút thằng con chả lát thằng khăn rọc khăn xây nắng nhóm khoan kia nhạc cú con tê ta mà dụ nâng không cho mùi khí nề thấy bởi chân chặt mây chặt ấy nắng có đầy lai hai ca sầm rạch ơi thằng ơ nhóm khoan là thầm cú con ta hai ca bằng phốt cái nạ sọc tê. And they monitored. Hai phụ kê tam khlom mơ tha ta jeung pinh chat rư mun pinh chat chmuoy nang swamai robas jeung phụ kê min chlop sep ka da chi koma toj toj da a chou te krom pteh rambei cham snap nang meul tha jeung khlai chi pdei propun pat prakat ru te pi pru tu bai phụ kê mun chang oy prachachon thveu ko salato phụ kê chang oy prachachon thveu ka bonto puj nang min kon oy ongka. Còn tại các bạn tôi bụi nung tạm vị thi đại ông ca chặt chảnh ảnh. Cái này nâng cái màu thuê ca nơi chung ông gặp hiệp nâng phóng hỏi đọt bê dục láng cái mình ai nẹ ca bia nâng ca bia chụp bụi nâng xong phóng. Hỏi mà mơ thay rùm dùm này ảnh bảo sân ảnh mình rùm dùm này tế cái ảnh miền thư vị thiên ca sang tiệt. Dạ xong nẹ xây ấy riêng rộp chùn ông sao nà ca chụp mất thằng chụp đầm bông. Này ngay đạch nhà chặt hai nó ta miền ở vầy cát láng chụp bụi nẹ xây. Bởi khi em tới xa mạng nợp xa tù 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 nâng cư miền bông nè bè khi em tham mật em giặt luôn á. Kì cái bông ở tam đá này. Đó bởi khi em tới xa mạng nợ tiết mùi nâng cư bầy nè. Tiết nâng miền cái tục trờn. Tớ bầy nè nâng bầy cú nâng bầy cái tục nâng. Đó bởi giúp khi em chọn chăm xa đạp mơ. Chăm xa đạp mơ cơ lư xa mạng trường. Xa mạng trường đá tớ trập trập chương tớ. Đó bởi tớ lăng giả đá. Tớ lăng giả đá chăng lư giả đá bà man cam nhóm chăm hộp mơ nhóm côi hộp mơ hộp. Hồi tớ chẳng chìa tầng quý sạp mơ tớ, nơi tớ đó làng tớ sẵn ngạt. Sẵn ngạt mà sẵn thông chẳng bán phụ nâng chọc mùa vình. Phụ chẳng mà hiền mọt tớ, nâng sẵn ngọt mà hiền mọt tớ. Khân nông mà bê dục nông, kê ao dân đê nơi cái này nông. Ất ai miên tớ nà đi. Kê ao dân đê cháy, dân Ất đăng khuôn thạ, chlop kì tam đàn dân chẳng mấy cứ Ất đăng tớ. Còn tay cô phía kì vào đây bốn khá nhóm từng phí nẻ, bàn dê khá thạ dân ca ca sân tớ và sọc sụt bốn trăm dân xong bay khá. Vậy chẳng tới đăng thầy chú lộp cái nơi cổ rộng tiết đi. Đó chú lộp cái lưu xô thanh chẳng cái lăng phát màu sro màu bay nẹ bà đòi. Rụt máu cái dô phương màu chuông. Đó ai? Kháng bà rốt có đó ai? Kháng khắc
sấy cả đó ai ở đang bay rôm từ nơi chùm mùi kia vì chùa bên đó là cả ná vì bà non vì bàn phơ rùi xuân ra cháy vì dây thang tớ dân tớ ta mà khăn nó tiết nếu khi nhóm xông bạp phép à mát nế khi nhóm chăm mùi chú vết khi nhóm chong chăm tớ là khi nhóm xa lắp khi nhóm ọt lịch đời Cầm chi tiếp tay của mình cô nhộ bái xong khăn khăn bàm hay khi nông chùm nông bàm nó cứ mình cô nhộ bái mùi xa đây ông bí cá bông rít chùm nuôn mà nô chùm nuôn mà nô nây rồi bọc Cầm chi tiếp tay nơi chân nằm ở phần bộ đại chất phẩm Pol Pol Pot có bàn bạc cá tha có cầm chiếc chiếc tay nên thứ mấy và ca ơn chấm nuôn mình đâu ở lại từ đó mà phay liền nè tại không pe nước cứ miên chấm nuôn tách liền này chấm nuôn phơi hoạt hay không được giải pe đọc từ đó làm chân nằm thứ mấy bàn mà phay liền nè cô nhiều bài nít từ bàn ăn vuốt nơi tu tam thì cầm chi cứ tam dạ ca không mà được ở điệp cá đói mình miên ca tiêm tục muốn pi sẩm mấy cái luôn đấy cứ chia cô nóng rồi bỏ chẳng ai mình được rượu bia hay chẳng ai mình được miên cốn hay cốn thật nơi cống cầm sách rồi bỏ ăn cà thèm đường đấy chứ đấy hay là ca rồi bỏ bạ cùng đi cầm chiến ấy cứ vô Việt Nam chỗ Việt Nam rồi bỏ về chơi bờ bọt nắng thật nơi cống chấm nát ca toa rồi bỏ quát đây mà chấm bách miên cà đồng riêng bia sẩm mấy cái luôn có thai rượu ca tới đâm bay bằng cá cồn cá trai ở bàn cồn trai chơi tới đâm bay chia công lăng cà phê và tê chiết cam rồi dễ sầm rong lấy cá sài rồi bao vịt chuột nơi chân nam mùi bón bằng bồi chật sầm rong mấy đợt nong không ai cơ hòn ban bờ cá nơi cột đào muối rồi bóc rồi bọt hai miền bờ chi chân tịnh chấm nôn bờ chi chân dương chít bờ bay liên nè nơi ngay nè thì hắn sẽ thiết bờ bắc bờ chi dương để tất cả miền chân sang bờ chi chiêng mà bay liên nè không cầm lông chiêng bắc nam tham lệ dương miền hết thà là bay thưa ơi chừng luôn và chia chân dương thoại chụp rưng nơi đó đại sĩ đôi này tư là bao dương cứ bằng cao chừng luôn và chia chân phải ba chắc và hắn một phút chấm nốt bất bất cốt thâm đắp tổ lạc cá cứ ca bị cha nà thà tại miên cô nà dù bái đại được tì đảm bây ban cô nà dù bái mũi dương mình chạm bạch yếu đốc đá mũi thần lật đầy tổ tê thà miên cô nà dù bái được tì vì đại dương trên miên chỉ ca chạm bạch nó cứ tùm rung thuật điên khí nê sẽ ca mập hiếp đầy bằng hàng pi đầm nào bà bật tử rồi bỏ sẽ ca mập hiếp nó miên liệt khả nạ chiếp đập bòn hai rương tiếng ổn ní công phung tại cái láng nơi gần lành phim phình khí nê không một chú bái thuật điên khí nê tam là diễn nê dương phân là than bàn thà nó cứ chỉ rốt để ban tiếp trong sự cam phép không cả anh vượt tam cô nhiều bài được bỏ rốt thập vị ba. Tụ bây chỉ từ là ca mình tốn chiên từ đòi cả chính xa còn cậu đói có ả tháp ra giót môi chùm nôn này xùm nóng rừng sồn sồn pi vẹp pí xùm rắp chùm rộng cổ nét rộng riêng mình chỉ vết nâng chụ về chung chùm nón cổ đói từ được ban kia từ tùa skol rút từ hời. The trial created. Sao vần ác ca bằng cát nâng vật tích ca xùm rạp bộ rõ nâng sức trái đại rô nâng khổng rộp bọc mai cổ hôm áo đình dây bị ca riệp ca nâng ẩm bơ hăng xa phá lập hệt. Dương nâng khổng sao vần ác ca ốc bê bí chân nằm bọc hời đội nít dương ban sạp hoa tăng dịch tràn. Hói viên bật chế ba tầng kệ ở rộm bê sạp bị hoa tăng nâng khơi bì tu rợt lê hoa tăng vẹp bọn tầng nâng ca riệp ca nâng ổng cực cám phá lập hệt. Vì có mình sẽ ra xung cảnh phong đa dân bộ ở vầy được nhóm bàn khơi như lời bị phục lộ. Nếu tôi là cá để nhóm thu lọc bàn thuở cả, mình đối chìa, British Bosnia, British Sierra Leone, nâng nữ Đà Phổ. Chủ nông cổ chọn khơi cả từ tù sqoal làm bị phiếp chư chạm để cả lăng trong bộ phụ kê. Nhóm chư thá cả từ tù sqoal này bắt đầu nữ phiếp pinh chật trong bộ chấm nuôn đòi chôn rung cổ đòi xa xung cùng. Nâng tôi là cá bàn từ tù sqoal nơi ở vấy để bàn cả lăng trong bộ phụ kế cư chìa ca mình trầm trời. What is happening in Cambodia? Ở vấy để bàn cả lăng nơi bởi tế Campuchia như bê bạch chụp bón chìa mùi xà lạc đầy khám ai cả hóm. Giữa cua tại ốc cún đó đa mừng đăng rốt vào về ní để chạy đồng lệ rương ra rồi bỏ bộ kế. Vì bộ phụ kế chui dương ở bằng cát nơi chụp bạp thăm mây để ai cả biên mô lực than cực sức mà nụ xâm rạp dư vệ chôn chùm non cào. Cả cho rùm rộng bọt đang mình đang rộng bạc về ní cứ chỉ cáp tế nâng chia bịt thi đại dương trong phạm rừng rai rộng bọt dương đó dư vệ chôn chùm non cào ở bản đằng. Hãy khuyên kết hà, bạc cả ní cứ chỉ cần lưu xâm khăn khăn ca cho rùm rộng bọt đang mình đang rộng bạc về ní.
ថាប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺថាបើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងចេញសារក្រមបញ្ជាក់ពីរដ្ឋភាពនោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីអាចស្នើសុំសំណងជាសមូហភាពនិងផ្លូវចិត្តតុលាការលើកទឹកចិត្តដល់គម្រោងសំណងនានាដែលនិយាយពីការជឿចាប់ដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីបានទទួលរងគ្រោះសំណងនៅក្នុងបរិបទរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាប្រភេទជាសំណងជានិមិត្តរូបដែលជាទូទៅគេអត់គិតជាហិរញ្ញវត្ថុជាលុយជាកាក់ប៉ុន្តែជាការទូទាត់ជាការជួយសម្រួលទៅដល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះ We put a lot of emphasis on យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគម្រោងសិល្បៈក្នុងបរិបទនៃគម្រោងសំណងពីព្រោះយើងយល់ថាការធ្វើរបៀបនេះយើងអាចធ្វើលើសពីកម្រិតសាធារណៈសម្រាប់គម្រោងសំណងនិងព្យាយាមចូលឲ្យដល់ទស្សនិកជនឲ្យបានច្រើននិងក្មេងៗចំនួនក្រោយគម្រោងសំណងជាសមូហភាពនិងផ្លូវចិត្តមួយដែលបានស្នើសុំគឺមានឈ្មោះថាការស្លាក្រុមអង្ការខ្សែរឿងរបស់បុរាណនេះរៀបរាប់ពីសាច់រឿងរបស់ស្វាមីភរិយាមួយគូដែលបង្ខំឲ្យរៀបការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែស្វាមីភរិយានេះនៅតែរួមរស់ជាមួយគ្នារហូតដល់បច្ចុប្បន្នគម្រោងការស្លាមានគោលដៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចសន្ទនារវាងសហគមន៍និងយុវជនចំនួនក្រោយលោកស្រីជាមសុភីលីនសាភីរូជាអ្នកដឹកនាំសិល្បៈការសម្ដែងរបបការស្លាចំពោះនាងខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតក៏ដូចជាសិល្បករយើងទាំងអស់ទាំងតន្ត្រីករនិងអ្នករបាំផងដែរយើងមានប្រាថ្នាថាការដែលយើងសម្ដែងជូននៅស្នាដៃនេះសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនទាំងអស់បានទទួលយល់ដឹងអំពីការឈឺចាប់បងឬឪពុកម្ដាយយើងដែលគាត់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងការបង្ខំឲ្យរៀបការនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតនេះឲ្យយើងបានស្ដឹងយល់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់អំពីការឈឺចាប់របស់គាត់ចា៎ហើយសង្ឃឹមថាអីការឈឺចាប់នេះជាមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតគណៈប្រតិដាមផ្សេងទៀតដែលទទួលប្រយោជន៍ពីកិច្ចពិភាក្សាបង្កើតឡើងដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាបន្ថែមទៀតពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាពិសេសជាមួយនឹងយុវជនចំនួនក្រោយសារមន្ទីរប្រឡាយពុជសាសទួលស្លែងស21បានរៀបចំពិធីតាំងពិព័រណ៍ពិសេសស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយផ្ទាល់មាត់ដែលប្រមូលផ្ដុំដោយគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយផ្ទាល់មាត់របស់ស្ត្រីកម្ពុជានិងបុគ្គលិកសារមន្ទីរពិព័រណ៍នេះផ្ដល់នូវសម្លេងដល់អ្នករស់រានមានជីវិតជាច្រើននៃគោលនយោបាយនៃការបង្ខំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំចំពោះការរៀបចំតាំងពិព័រណ៍ស្ដីពីប្រធានបទទៅទៅនឹងការរៀបការបង្ខំនេះគឺជាពីពលមួយដែលរៀបចំដោយមានការព្រួយបារម្ភគំនិតពីក្រសួងវប្បធម៌និងសិល្បៈជាពិសេសគឺខាងគណៈកម្មការនារីរបស់ក្រសួងយើងដែលបានសហការជាមួយនឹងទួស្លែងដើម្បីរៀបចំពីពលនឹងមួយនៅទីនេះមែនតើទៅយើងមានគម្រោង5ឆ្នាំតទៅនឹងការរៀបចំពីពលប៉ុន្តែនេះជាពីពលដំណាក់កាលទី1ដែលយើងជ្រើសរើសតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំនេះដោយសារយើងចង់យកប្រធានបទនឹងរំលេចតាក់ទងជាមួយនឹងផលវិបាកបង្ហាញមែនតើទៅបង្ហាញពីផលវិបាករបស់ស្ត្រីដែលបានឆ្លងកាត់ក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនឹងគឺរបបអាវខ្មៅនឹងចែកជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានយល់ដឹងពីរឿងនោះក្នុងសំណុំរឿងសង02វគ្គ2អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានកំណត់ថាជនជាប់ចោតត្រូវរងការចោទប្រកាន់លើបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិសម្រាប់ការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិធដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំតែប៉ុណ្ណោះនេះបានសេចក្តីថាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដែលបានកើតឡើងក្រៅបរិបទនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំដូចជាការកើតឡើងនៅមន្ទីរសន្តិសុខឬក៏នៅការដ្ឋានការងារនឹងមិនត្រូវលើកមកជំនុំជម្រះក្នុងសវនកម្មនេះទេ In the closing order of the នៅក្នុងដីការដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមសើបសួរស
សម្រាប់សំណុំរឿងនេះចៅក្រមបានរកឃើញថាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈពិតជាបានកើតឡើងនៅតាមទីកន្លែងនានាដូចជាមន្ទីរស-21និងសហករណ៍នានាជាដើមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការចាប់ប្រកាន់ប្រមទានប្រឆាំងនឹងអ្នកណាម្នាក់វាមិនទាន់មានទំនួនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មនោះបានកើតឡើងពិតប្រាកដណាស់យើងត្រូវតែបង្ហាញថាជនជាប់ចោតនីមួយៗត្រូវទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះដូច្នេះអង្គហេតុដែលថាកងទ័ពប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈក្នុងពេលមានចំនួនមួយឬក៏អាចជាទាហានច្រើនវាមិនចាំបាច់តតែមានន័យថាយើងមានភស្តុតាងចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអនុប្រធានាធិបតីសម្បីតែប្រធានាធិបតីប្រទេសនោះក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមានភស្តុតាងបង្ហាញថាវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងដីកាដំណោះស្រាយអ្វីដែលសហចៅក្រមរកស៊ើបសួរឃើញគឺថាវាមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមដែលធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈកើតមានឡើងនោះឡើយដូច្នេះពួកគេនិយាយថាវាគ្មានទំនាក់ទំនងគ្នាតតែសោះដូចនេះការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះមិនបានបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងចំពោះជនជាប់ចោតសម្រាប់អំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដែលបានកើតឡើងនោះឡើយអ្នកជំនាញបានរិះគន់ចំពោះការកម្រិតនៃវិសាលភាពនេះការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈស្ថិតទាំងក្នុងនិងក្រៅការរៀបអភិបាលដោយបង្ខំពេលនេះមានការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់សំណុំរឿង004ដែលទាមទារឲ្យមានការតស៊ូមតិឲ្យបានច្រើនយើងមានទាំងឯកសារនិងភស្តុតាងទង្វើនេះពិតជាកើតមានប្រកបមែនវាកើតឡើងក្នុងបរិបទនៃការធ្វើទរណកម្មនិងបរិបទនៃការឃុំឃាំងនិងសម្លាប់មនុស្សតាមទំនឹងចិត្តវាកើតឡើងជារបៀបនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងលក្ខណៈជាទីសកលផ្លូវភេទគ្រប់វិធីទាំងអស់នេះយើងអាចរំពឹងទុកថាកើតមានក្នុងពេលមានចំនួនកម្ពុជាក៏មិនស្ថិតក្នុងករណីលើកលែងណាមួយផងដែរបាទទោះជាអង្គការកម្មនៃអង្គការហ៊ុនសាលើភាពភេទផ្សេងទៀតមិនទាន់ត្រូវបានគេធ្វើការចាត់ប្រកាន់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេបានស្រាប់ផុសតាំងទាំងនោះនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមរយៈសក្ខីកម្មរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋអវេនីដែលបានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍និងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពីអង្គការហ៊ុនសាផ្លូវភេទជាច្រើនករណីរួមមានការធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភបោកពីសំណាក់ពួកទាហានក្នុងពេលតែមួយមានទស្សនៈជាបទដ្ឋានថាឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទមិនបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះការរួមភេទក្រៅអភិបាលត្រូវរងការស្តីបន្ទោសនិងរងការចោទប្រកាន់ថាធ្វើខុសសីលធម៌ក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់តាមរយៈសក្ខីកម្មទាំងអស់រួមបញ្ចូលទាំងសក្ខីកម្មដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខយើងដឹងច្បាស់ថាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈពិតជាមានប្រកាសមែននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពួកនាយសាភូមិខ្ញុំហ្នឹងណានេះអាសាភូមិខ្ញុំភូមិខ្ញុំនៅហ្នឹងគេយកព័ត៌មានយកនាំព័ត៌មានមកចូលភូមិគេដឹងរឿងបិទខ្ញុំពីអ្នកហ្នឹងអស់មានអ្នកកម្មាបាលនៅក្នុងហ្នឹងគឺចាប់រំលោភគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅពីនិចកាលាឃុំលេបោបំពេញនៅមិត្តភក្តិខ្ញុំពីអ្នកហ្នឹងទាំងអស់នឹងស្លាប់ភូមិខ្ញុំមកគេយកសបុតអីមានការហេកាអីគេមានសាឃុំឃូមគេមកអស់ហើយមកគាត់ទៅវិញគាត់បាននិយាយលេងជាមួយខ្ញុំថាអូយអត់បានទេតាមានខុសគាត់យកដាក់ពីនេះហ្នឹងពួកគណៈឃុំពួកអ្នកធំនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេរំលោភហើយជាការស្រាច់ព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយមកទៀតមានករណីមួយដែលគួរឲ្យឈឺចាប់បំផុតក្រុមគូសាមួយត្រូវបានឆ្លោបចាប់រំលោភស្ត្រីម្នាក់ដែលជាកូនក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក្រោយពីចាប់រំលោភហើយត្រូវបានសម្លាប់តាមរយៈការដឹងរបស់ខ្ញុំគឺសំឡេងស្រែកក្រោយមកក៏ខ្ញុំដឹងថាម្នាក់នោះត្រូវបានស្លាប់តាមរយៈការសម្លាប់របស់ខ្មែរក្រហមព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលចុកចាប់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាកុមារក្នុងវ័យអាយុប្រហែលជា12ឆ្នាំThe cadres កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមានអំណាចធំធេងណាស់ពួកគេអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តចង់ហើយអំណាចស្ទើរខ្លាយជាការឆ្លុះវង្វេងនាំឲ្យមានក្នុងការប្រាអំណាចតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រការនេះបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ការរំលោភបំពានជាពិសេសទៅលើស្ត្រីភេទបើអ្នកដែលឃើញអ្នកចាប់លោភហ្នឹងគឺប៉ាខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងបានគាត់មកសັບប្រាប់ខ្ញុំគ
kì ao ba nhom quật thừa chi ăn nó hai chi lệ mùi nó quật do quật tới khơi khơi mang quật phây rồi khơi sấp hiệp ở nâng quật lại cồn quật đội kê chẳng đai lại việt nam bộ nhom đội bộ bong sậy sậy pi nè nó còn sạt pi nè nâng về nâng ban khơi chả chả đai về lục đầm lục hai giờ cọp ba mà chân nhọc nong kê mà bao sạt tây nâng pi nè nâng về đầm lục hai về sầm lạp cháo về ban ở nhom từ lục tổ cọp màu nhung bật bật cọt ពេលនេះយើងបានដឹងហើយថាអង្គើហឹងសាឬភេទមិនស្ថិតនៅក្រៅវិសាលភាពនៃចំនួនទេប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃលក្ខណៈរបស់ចំនួនអង្គើប្រឡាយពិសាសចំនួនប្រដាប់អាវុធដោយសារតែទៅធ្វើនេះជាមធ្យោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងកំទេចនិងការបំបត្តិលក្ខណៈជាមនុស្សរបស់ក្រុមប្រជាជនដែលត្រូវបានកំណត់គោលដៅណាត់អង្គអលីងអវ័យវ័យដែលនៅក្នុងខ្លួនបានកការកក់ក្តៅជាមួយក្រុមគ្រួសារគ្មានអីជាសំខាន់ទេគឺខ្ញុំជំរីងហើយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំជាឯនឹងរបប3ឆ្នាំ3ខែ2ថ្ងៃណាតែខ្ញុំជឿចាប់ I don't think that trauma ខ្ញុំគិតថាវិបត្តិផ្លូវចិត្តនៅជាមួយយើងរហូតដល់តែយើងអាចប្រឈមមុខនឹងការពិតដែលបានកើតឡើងហើយយើងអាចនិយាយបទពិសោធន៍ដែលយើងបានឆ្លងកាត់ជាមួយស្រ័យវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកគឺក្តីករុណាបានអនុវត្តគម្រោងថ្មីមួយដែលផ្តល់វេទិកាដល់ក្រុមគ្រួសារដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាពីផលប៉ះពាល់នៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំដែលគម្រោងកិច្ចសន្តិនិកគ្រួសារនេះគឺយើងលើកកម្ពស់ឲ្យមានការជជែកគ្នាការសន្ទនារវាងសមាជិកគ្រួសារនិងយុវជនជំនាន់ក្រោយមានន័យថាកូនសម្ភារឪពុកឬម្ដាយឬជីដូនជីតាដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមឱកាសនេះដែរថ្ងៃនេះដែរក្រុមគ្រួសាររបស់និស្សិតទាំង10នាក់ហ្នឹងក៏ចូលរួមជាមួយយើងដែរគាត់ចូលរួមជាមួយយើងគាត់មានឱកាសមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជួបសន្តិនិកជាមួយយុវជនដតៃទៀតពីបទពិសោធន៍ដែលកូនគាត់ទៅសម្ភារគាត់ដល់ផ្ទះមានន័យថាស្នាដៃដែលយើងសម្ភារជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផងគាត់ហើយយើងយកអាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅចែកចម្លែកទៅដល់មិត្តភ័ក្តិឬក៏សហគមន៍ផ្សេងៗឲ្យគាត់បានដឹងពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផនជួយរងគ្រោះក៏ដូចជាផ្សះផ្សាទៅដល់សហគមន៍ឲ្យយល់ពីព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអីកាលណាដែលយើងមិនបានសម្ភាសឬក៏បានចងក្រងនៅឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងទេសួរថា20ឆ្នាំឬក៏30ឆ្នាំទៅមុខទៀតឯកសារជាផុសតាងឯកសាររស់គេហៅឯកសាររស់ហ្នឹងនឹងអាចផុតរលត់ទៅតាមរយៈការចែកចម្លែកហ្នឹងកិច្ចសន្ទនាគ្រួសារដែលខ្ញុំធ្វើឡើងហ្នឹងបានន័យថាខ្ញុំធ្វើជាមួយគ្រួសារឪពុកម្ដាយបងប្អូនខ្ញុំតាក់ទងទៅលើរបបខ្មែរក្រហមដែលខ្ញុំ focus ទៅលើឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែលខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យរៀបការអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំសន្ទនាជាមួយគាត់គឺបានន័យថាពីមុនមកយើងគ្មានយើងមិនអាចសម័យឃើញថាគាត់បានចែកម្លាយបានកម្រិតហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺទុកកង្វល់ឬក៏អ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តគាត់ទម្លាយអត់កំបាំងមកឲ្យយើងដឹងពីបញ្ហាការរស់នៅមិនចុះសម្រងពីបញ្ហាអ្វីផ្សេងតែជាអតិពលផ្សេងក្នុងផ្នត់កំណត់អារម្មណ៍គាត់ហើយក៏គួរភាពជ្រះស្រឡះនៅពេលដែលគាត់ចែកម្លាយមកឲ្យយើងហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាវាពិតជាពាក់ព័ន្ធគ្នាវាពិតជាចាំបាច់ក្នុងការដែលទៅចែកគ្នាពីរឿងអំពើសាភ្លើភេទដែលបានកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមយើងដឹងថាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទមានការប្រព្រឹត្តផ្សេងគ្នាមានការរើសអើងផ្លូវភេទចំពោះស្ត្រីនិងបុរសក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលបញ្ហានេះមិនសូវដឹងជាទុំទលំទលាយទេពីព្រោះតែមូលហេតុបើជនរងគ្រោះពីការរំលោភច្រើនតែត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពេលដែលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏សង្គមមួយมันត្រូវបានយកមកដោះស្រាយជាពិសេសរបួសពីអតីតកាលมันត្រូវបានយកមកដោះស្រាយរបួសនោះគឺនៅតែដិតដាមជាប់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលទោះបីជាពេលវេលាកម្រិតណាក៏នៅតែมันអាចព្យាបាលរបួសនេះដែរមានតែយកវាមកទៅជែកមកពិភាក្សាយកមកដោះស្រាយទៅរបួសនោះអាចជាសះស្បើយហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមានន័យថាប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានថាយើងបំភ្លេចទេយកវាមកទៅជែកដើម្បីទទួលយកអតីតកាលហើយដើម្បីអនាគតរបស់យើងទៅមុខទៀតអ
Nơi chân bị bỏ đập bấy, ông cá giả và chiếc diệt sự trấy, bàn phố cá sau chỉ được mối đại miên trùng lòng trình thải. Hạt vấy, bàn chiếc bỏ rơi môi trùng lốn và ông phố hình xa lên sự trấy. Nên ta dân thời thừa dàng đụng đất, đang bấy tập sạch bóng hạ nịp. Các sạch xa sau chiều lý thừa lá nơi bỏ tích trùng lòng trùng mối, nơi khu nước đồng bằng A Dí, nâng đồng bằng Pacific. What it showed is really. Away, đại ban bằng hai khung ca sắc xà núng cư ca propert ông phơi hàng xà phơi hết thật nơi khung lủng đập buộc ca sắc xà phơi lau nơi protein mùi chùm nuôn nơi khung lủng bòn ái dí hỏi protein campuchia thật nơi khung cùng rất cù ỏi cọt sầm quál sầm rập ông phơi hàng xà phơi hết ca đầu khơi đo sầm khăn bằng hai tha. Bộ rõ mình nét, khăn nông trong nông trăm nét. Nhi dây tha khăn nông môi chi vật rộng bọc phụ kế, kế bàn đồng lộp sạch trầy mình nét. Hồi mình nét khăn nông trong nông một thay nét, bàn cho ruộng cả đời này rộng lộp bốc. Đã ní chỉ tình ở nấy của ở phía báo nâng ạc cọc. Cả rộng khớn của ao chập ở rộng môi tiết, cư bộ rõ bàn rê cá, ông phi ca bộ rớt ông phơ hông xa tráng chương sạch trầy đại bàn đo rộng bài cả. Đại ca rộng khớn ní bạp dương tha, sạch trầy miên phiếp yên khmát, nông ca nị dây bị bọt bị sao, bị ở vấy đại bàn cạt láng trong cuộc luôn bụ kỳ. Cả rộng khớn xâm khăn môi tiết nây ca sạch xa xa chiếu cư tha, bộ rõ đại bộ rớt ông phơ rộng lộp sạp xoan tử viết, cư bộ rớt nơi bốn, về phụ kê ả dụ đọc rằm chân nằm. Xâm rạp phụ dương phía chán, ní chìa ca rộng khơi đo sống khánh nâng cù ở phía nhạp áo bằng phật. Vì bố viên nôm dương ai phía nất mớ tham miên rương ở vây cạt lãng trong phụ khám mênh bảo nâng cả tà vấy. Đại nôm ai phụ kê chưa lơ sật phân ông ca bảo bật lâu phết tạc tăng phía ả dụ khám mênh bạp nì. Rất thật ba tam dạ có xuống cái ca nở rí có quát thơ lọc bàn thơ ca sáu chiều mỗi đáy. Dương khơi thà 30% nơi sở trầy nông nông sọc máy cứ gọt thlọp tờ tùa rộng nơi tùm rộng xên nơi ẩm bơ hăng xa khăn nông rùa xa nơi nông chì vật bỏ gọt. Nhưng dương khơi thà nâng bà hai chị ai tẹt tôn tơ nâng ở sở trầy gọt đôi thà ọt miên vọt bà thoa muối khăn nông ca nơi dây chanh nô bê lê gọt tờ tùa rộng ẩm bơ hăng xa nơi gọt ọt bàn bọ sài thà tao miên rừng ấy gạt lăng chùm phố gọt hay phía chán. Cứ quạt cực thà, bê đề miên rương cạt lãng cư chìa cổng hồ bảo quạt cứ quạt bảo tô, khôn anh tràn chiêng nế. Dương trời sức luôn dương thà, hai đồ bây miên rương bạc này cạt lãng. Vìa cạt lãng đại sao bảo bảo thỏa, lý toàn hợp hiếp đã miên tăng bí xe máy của Michael Holmes hai mặt tổ bê nế. Mình tốt nên đo sai chanh nhờ lời. And really the key reason rương cư ở chạp ở rõ mũi, đại dương bán đầng vì ca sạc xa xa chiều nút. Cứ hai Paul đã bổ rõ bàn lược lành. Hai Paul sống khăn đại dương bàn cổng nọt trở rộng lại cả nạn nụ cư. À rõm đại tổ tù bàn sức bổ rớt ổng bơ phơi phết. Bổ rõ bổ rớt ca rùm lộp sạp xoan thử vẹn vì bố phụ kê chư tha, phụ kê miên sức phở bàn. Phụ kê ai phở vấy cổ bán. Đòi mình miên phà nhà hà cạt lạng chùm phụ phụ kê khăn ông ca bổ rớt ổng bơ phơi phết. Nhưng kết tha ổng bơ hăng xa tờ lơ giật trây nông bạch cho bón nơi mình tỏ miên vì bố tha. Sau khi mai dương ở toàn miền vọt bật thoa mũi đã thơ ai nhẹ đại bật rất từ tuôn là tô là lái tề hay dương khơi tha sợ trái mình toàn trở bàn kê bùng rừng sất ẩm nái cục quan đường đo ca cột trở cục quan đường ca tiêm tia sất bọc luôn. Miền tầm nãy tầm nông đại rửa tế rồi viên ca cạn láng nơi ủ cất tịch cám phở phết nước ẩm lòng phết nơi rộ bọc mài cờ hóm. Nâng khả nạ công phúc bằng to cạn miền láng nơi ẩm phơ hình xác và trang nâng sạch trấy, nông sống công cam phủ chiếc và trụ bằng nỉ. Dù vừa chân khả nạ tầm nông trái bằng nông phụ phụ xa ẩm phí xong bằng nỉ. The class is gender and development. Khả nít bác bằng riêng bì gender nâng ca áp hì vọt. Hai nít sật tàng nít chì nít sật năng tỷ bấy, năng tỷ buồn, nơi sẽ có vị trí lấy em rịch cáng nơi phân bình. Dương bình đất mơ vị thí sạp xem xanh khí nì, đại ca áp hì vọt trực bán kê bằng cát láng, nằm bây pra chì mê chú bái trong ca bình đất lơ cọp khăn chì trực sẽ chung bù hồ vây để bán cát láng nơi vật tế Campuchia. Dương chấp đám đòi bình đất mơ lơ ca riêng cá đòi bằng khóm, nâng hát cáp xem xanh tiết để bán cát láng nơi khăn rộ bọc khám ai cả hóm chì lẹ khả nạ xâm nú áp hì vọt. Xâm nú môi nút bẹp bọn nâng ẩm bơ hăng xa lơ sprey. Nâng bánh hạp xênh tiết đôi chìa cả táp lơi chất, xây tật cách, nâng vị bạp xênh xênh đai bánh to cao ẩn miết rồi hốt đọt bài chạc bọn. Sai sập chân năm cả đời một, ta dương nơi tay này dây bì phò bạp bọp này xây tật cách nhỉ? Hào dương nơi tay này dây bì ẩm bơ hăng xa không rùa xa. Ta dương nơi tay này dây bì phò bạp bọp lơi chất,
cho con trai rồi bỏ dừng, cho phát bác bọt về hộ chùm nguồn mình. ស្វាមីភរិយាជាច្រើនដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅតែបន្តរស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់សពថ្ងៃហើយពាក់កណ្ដាលនៃស្រីទាំងនោះបានរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារស្វាមីរបស់ពួកគេប្រើហិង្សាលើពួកគេប៉ុន្តែពួកគេមិនចង់លែងលះព្រោះតែកូនខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហានេះពីព្រោះវាជាវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងស្រីទាំងនោះអ្នកដែលរំលោភអាចគ្លួនដោយគ្មានកំហុស ខ្ញុំមិនដឹងទេថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រដែរឬទេក្នុងការភ្ជាប់រឿងរ៉ាវទាំងនេះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈត្រូវបានគេអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយដូចនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនបានគិតថាវាជាបញ្ហានោះទេហើយវប្បធម៌នោះនៅតែបន្តយើងគិតថាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈមិនមែនជាបញ្ហានៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋមិនបានរាយការណ៍ទៅតុលាការហើយបើទោះបីជាពួកគេរាយការណ៍តុលាការក៏មិនបានធ្វើអ្វីច្រើនចំពោះអ្
វប្បធម៌និទានភាពនិងប្រសិទ្ធភាពផ្លូវច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្នគេបានធ្វើការអនុសិក្សាមួយលើបរិមាណហើយគាត់មិនទាំងហៅការរំលោភបូកជាក្រិតកម្មផងគាត់ហៅវាជាការកំសាន្តចុងសប្តាហ៍ច្បាប់មួយបានចែងថាការរំលោភសេពសន្ថវៈគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ហើយទាំងវើនេះអាចត្រូវផ្ដន់ទេទោសសម្រាប់ខ្ញុំការកង្វះការអប់រំនិងកង្វះការអនុវត្តច្បាប់នាំឲ្យការរំលោភសេពសន្ថវៈស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងច្រើនជាងផ្នែកគំនិតដែលយើងបានទទួលពីអតីតកាលសម្រាប់ខ្ញុំការអប់រំនិងការអនុវត្តច្បាប់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការកាត់បន្ថយទួលរលែកការរំលោភសេពសន្ថវៈការរីកាពីករណីរំលោភសេពសន្ថវៈធ្វើឲ្យស្ត្រីរងការជិះចាប់ច្រើនជាងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងទោះបីជាស្ត្រីរីកាទៅអាជ្ញាធរប្រហែលជាគ្មានការចាប់វិធានការណាមួយដើម្បីជួយគាត់ទេហើយវាប្រហែលជានាំការអាម៉ាស់ដល់ខ្លួនគាត់ផងតើភាពអាម៉ាស់នោះបានមកពីណាភាពអាម៉ាស់នោះបានមកពីសង្គមផ្ដល់ឲ្យខ្លួនគាត់និងគ្រួសារគាត់ពីព្រោះការរំលោភសេពសន្ថវៈគឺជាអ្វីម្យ៉ាងដែលយើងមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងចំពោះខ្លួនយើងសូមអរគុណដល់អ្នករៀនមានជីវិតដែលក្លាហានឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនទៀតរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ក្នុងការឆ្លើយតបប្រកបដោយអត្ថន័យចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មពីអតីតកាលទាំងនេះកម្ពុជាសូមចូលរួមអំពាវនាវជាសកលដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទទោះក្នុងពេលមានជម្លោះឬមានសន្តិភាពក៏ដោយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកស្រីអាន់ជេលីណាជូលីជាប្រធានពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាស្ថាបនិកនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបង្ការអំពើហិង្សាផ្លូវភេទត្រូវបានស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញអញ្ជើញចូលរួមជួបជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គការនានាដែលធ្វើការងារជាមួយអ្នករៀនមានជីវិតពីឧក្រិដ្ឋកម្មអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ I welcome the fact that នឹងខ្ញុំស្វាគមន៍ដែលពេលនេះសាលាក្តីបានចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយនឹងខ្ញុំសូមគោរពសរសើរដល់អ្នករស់រានមានជីវិតទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងអ្នកដែលក្លាហានបានផ្ដល់នូវភស្តុតាងផងដែរនឹងខ្ញុំជឿថាពួកគេជាវីរជនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមានស្លាកស្នាមទូរយុះជាច្រើនបានកើតឡើងហើយពួកគេប្រឈមមុខជាមួយនឹងការប្រឆាំងជាច្រើនផងដែរដូចនេះវាចាំបាច់ណាស់ដែលយើងគាំទ្រពួកគេការពារពួកគេស្ដាប់ពួកគេនិងគោរពពួកគេយើងមិនអាចទទួលយកបានទេដែលឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅតែជាអំពើនិទានភាពនិងនៅតែត្រូវចាត់ទុកជាឧក្រិដ្ឋកម្មមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរនោះ